Hey show anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Shiro Minh Shiro với Tạc Jimmy. Đừng vui vì được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại một cái web game quen thuộc với anh em, đó là đại chiến wano.com nha anh em. Cái web game này thì thật sự là quá huyền thoại và nó quá quen thuộc với anh em rồi. Cũng được ra mắt trong thời gian gần đây thôi. Tuy nhiên thì đã đem tới rất là nhiều rất là nhiều điều hấp dẫn và thú vị khiến cho anh em người chơi rất là phấn khích và hứng thú. Thì mình cũng đã có rất là nhiều clip về cái web này, các tướng, hình ảnh, skill được thay đổi và rất là tuyệt vời. Cái bản update gần đây nhất thì sẽ xuất hiện Rayleigh siêu cấp và Rowdy siêu cấp, thực sự là skill rất là kinh luôn em. Skill nhìn rất là nhiều chi tiết luôn. Và hiện tại thì mình có mượn được một con ngạc của một anh trên Facebook. À, nói chung thì mình sẽ hôm nay mình vào sau quạt này nha. Mình nghĩ cũng khá là quen thuộc với anh em server S1 cũng như là một vài server khác cũng có thể biết đến. Đó là tên nhân vật là Lmao nha anh em, Lmao. Bên server này là server 1. Nói chung là cái server 1 này cũng là server mà mình chơi. Thì chắc là anh em trong server 1, cái server đầu tiên của web. Thì nói chung là rất là nhiều anh em biết tới con ngạc này. Con ngạc này hiện tại nếu so về xếp hạng thì hiện tại đang xếp về 21 đẳng cấp và đấu trường ở top 8. Cái này là tại vì mới gập server nha anh em, cái này là do mới gập server hay sao nè, mới gập server cho nên là mới rớt cái này thôi, chứ thật ra là đang top 2. Nếu mà nói về phiên lúc cũ là đang top 2 hay sao ấy, cái này là mới gập server xong cho nên rớt xuống top 8 nè. Rồi ok, nói chung là bị rớt vài top thôi, không quan trọng anh em. Nhưng cái tên là Mao chắc chắn là rất là quen thuộc với những anh em chơi trong server 1 rồi. Rồi thì hôm nay nội dung thì mình sẽ vào sau cái con ngặt Lmao này xem có gì đặc biệt không nha. Rồi, chúc em mọi người vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì ấn ngay subscribe đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Rồi, ok, hiện tại như anh em thấy thì đang cưỡi là người máy chopper rất là to luôn. Và còn tinh linh đi theo thì anh em thấy là con Tiamat với lại con Bet là con giật long Anacalagon. Ngoài ra con bé phụ là Carrot Nguyệt Sư. Đấy, rất là nhiều luôn. Vào tinh linh thì anh em có thể thấy được là khá là nhiều tinh linh, đa chủng loại luôn nè. Cái này là đa chủng loại luôn. Leogia cũng có nè, Verona cũng có, Drago cũng có, Lucifer cũng có và Tiamat cũng có luôn. Trời ơi, nói chung là phân hạng luôn em. Cái này kiểu phân hạng luôn á, từ thấp tới cao luôn, quá tuyệt vời. Còn về bé thì anh em có thấy đây là bé con giật lông là ngon nhất. Trong bé phụ thì ra có con Carrot Nguyệt Sư, có Rebecca nữa nè, rồi có con heo nữa nè, Mr. 13, đấy, khá là nhiều thứ. Rồi, xếp hạng thì nãy mình đã cho anh em thấy rồi đúng không? Đó, về nay là hiện tại đã gặp server rồi nha anh em. Đẳng cấp là 21 nè, đấu trường top 8 nè, cái này top 19 nè, cái này top 47, cái này top 7. Đấy, quá trời top luôn. Và lực chiến hiện tại con hạt này là 51 triệu nha anh em, 51 triệu, cấp 195 và VIP 12. Cũng khá là lâu rồi mình chưa có làm về series sau hạt. Vào ạc và sau những cái thứ như thế này thì hôm nay sau lại một cái con ạc bên đại chiến Wano với đợt chiến là 51 triệu nha anh em. Bên đây thì mình thấy khá là dễ, nói chung là theo như ý kiến của anh em nói với mình thì web này nói chung là khá là free và nói chung là khá là ưu đãi rất là nhiều, cho nên là chủ yếu chúng ta vào cày và biết cách cày là ok thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ, nếu mà nạp tiền nữa, nếu mà nói về nạp tiền thì anh em phải nạp, tất nhiên là nạp tiền chắc chắn sẽ mạnh rồi. Ví dụ như con ạc này mình đang sau thì để mình xem coi nhận bất quà thứ mấy rồi nha. Ôi vãi, cái gì thế này, cái gì vậy anh em, có tin được không? Những full bot quà vãi thật, những full bot quà rồi, thậm chí vì cái lượng nạp nó còn vượt cả mốc đây nữa. 1 2 3 4 5 6, 20 triệu nha anh em. Nếu mà cái mốc bot quà cuối là 20 triệu thì con ạc này hiện tại về đã nạp là 29 triệu vàng, gần 30 triệu vàng rồi. Kinh, quá kinh trong một cuộc tình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem về túi đồ nha. Ủa cái gì, what the hell, sau đây rất là nhiều trứng của Basilisk thế này. Có vẻ là chủ ạc muốn nuôi Basilisk để bán kiếm tiền hay sao? Muốn lấy lại vốn hả? Nạp khá là nhiều rồi cho nên giờ là kiểu muốn nuôi con Basilisk này để bán kiếm tiền, kiếm lại ít vốn. Trang 1 là full Basilisk, trang 2 là cũng khá nhiều Basilisk nữa. Tuy nhiên thì có một số vật phẩm khác. Nếu có gì đặc biệt thì mình sẽ nói cho anh em nha. Còn những cái thứ này nó quen thuộc rồi nên không nói. Rồi ok. Cái này là cờ hải tặc nha. Cái này cũng là một nguyên liệu để dùng để chiêu mộ tướng hay sao nè. Rồi hết rồi. Đó là anh em, đây mình sẽ cho anh em xem chỗ thu thập nha. Đây, mấy cái cờ hải tặc này là dùng để đổi thưởng đấy. Còn đây là Rayleigh siêu cấp. Đấy, chúng ta cần mấy cái Haosoku, rồi Busoku, rồi Kenbusoku tùm lum hết. Nói chung là cu đó anh em. Cu. Rồi trong kho coi. Trong kho thì hiện tại ạc của ạc này đang có khá là nhiều thứ này. Viên đá gì đây? Viên này là viên 8 sao này.
Ủa 8 sao viên này kiểu dư thừa hay sao mà không mang ta, lại cất trong kho ta. Ui viên này chắc là mạnh lắm anh em. Cộng tới 3.75% nè. Viên này chỉ được cộng thêm. Ủa cái gì? Ủa cái gì? Khoan anh em, tại sao cái viên, à cái này là cộng 60% là tại vì đã nâng lên level 30 rồi, chứ cơ bản nó là cộng 2%. Cái này cộng 3.75% là ngon đấy. Có thể cộng thêm cả thiên phú nè, em thấy không? Thì chiêu thiên phú cộng 0.0015. Rồi một số trái ác quỷ, khá là nhiều trái ác quỷ. Rồi danh hiệu nè, rồi mấy cái túi, rồi mấy cái lực hoạt động. Bên trang 2 thì có khá là nhiều thủy tinh thời trang. Trang 3 thì có một cái này là nó nổi bật nhất là nó lấp lánh nè, đó chính là cây cổ đại vương kiếm katana. Cái này không biết là, à yêu cầu trang bị là không giới hạn cho nên là ai cũng mang được, quá ngon luôn. Ngoài ra thì có khá là nhiều Cerberus ngục tối. Mấy cái Ken Busoku này thì anh này chủ ặc này cũng đang sở hữu khá là nhiều nè. Nói chung là hình như mấy cái đó nguyên liệu là cần 100 hết đúng không? Mà cái này là 76, 61, 83 nè anh em. Tính là cũng gần đủ rồi đó. Còn cái này là cái gì đây? Đá thời trang cổ đại. Đá cổ đại Ponilith. Wow, nhiều loại đặc biệt quá ha. Rồi hết rồi đó. Bây giờ mình sau về đồng đội luôn ha. Về đồng đội thì ui, ghê ghê ghê. Nhân vật chính của chúng ta chắc là mình nghĩ cái này cũng, mình nghĩ chưa phải gọi là đầu tư nhiều đâu, tại vì anh em biết sao không? Tại vì 51 triệu lực mà nhân vật chính thiên phú là ít cộng thôi thì mình nghĩ cái này chưa phải là thiên phú cao nhất trong đội hình này. Mình nghĩ là mấy người đầu tư nhất là mấy con đồng đội, còn nhân vật chính thì chắc là kiểu cũng không phải là đầu tư nhiều đâu anh em. Như vậy là hệ số cao nhất đây anh em có thể thấy là cái vật phòng là 608k, khá là nhiều luôn. Hai cái nhân vật chính là đang cấp 7 đúng không? Cái này là cấp 7 vòng xoay lốc xoáy của rồng nè, màu xanh da xanh lá cây khá là đẹp. Ngoài ra thì mấy cái trang bị mà từ 125 trở lên thì nó sẽ nhấp nháy và xoay xoay như thế này nha anh em, rất là đẹp luôn. Đây là một cái thời trang gọi là cổ đại thánh y giáp, khá là ngầu. Rồi thiên phú cao nhất của nhân vật chính là ít cộng của vật công, chiêu thường là lòng thời gian và chiêu nộ là kết giới lời rồng. Trác quỷ đang mang là nhộng tầm, di phin và tiết quái, thấy chưa, không cường quá luôn nè anh em thấy không đấy. Rồi cùng chờ đợi xem suy đoán của mình có đúng không nha, có nghĩa là những đồng đội khác sẽ được đầu tư nhiều. Bấu vật của nhân vật chính thì cũng đang mang khắc, ok có cả quả trứng rồi nè. Rồi chúng ta đến với đồng đội tiếp theo. Ui đây là anh Yoro. Ủa Yoro này mới là Yoro phiên bản gì đây mà con mắt diều hâu hay mắt bồ câu để nó mới kiểu là tia sét thôi anh em. Mình nhớ không nhầm mình là Yoro này, nếu mà nâng cấp thì sẽ lên dạng gọi là dạng hắc long, dạng thanh long hay hắc long gì đó mình cũng không nhớ, nhưng mà đánh ra cả rồng đen luôn mà đúng không? Con này chỉ là phiên bản gọi là rồng mắt xanh thôi, đây là bồ câu nè. Mắt diều hâu mắt bồ câu đây nè. Rồi đồng đội tiếp theo. Ồ mà cái này, ui cái gì thế này, thằng chopper nha anh em, không chơi không mang gì cả mà vật công ít ít trừ còn hơn cả nhân vật chính nữa. Ghê đấy. Rồi chúng ta sẽ xem, chờ đợi xem các đồng đội chúng ta là con nào là thiên phú ghê nhất nha. Rồi như vậy là đã xuất hiện anh lo rìu, ủa lo này là lo sura nha anh em, lo sura ma khí rèn 150 khá là kinh. Còn đồ giáp nháy thì chắc mình khỏi cần phải nói tới, thiên phú cao nhất ở đây là 2x trừ. Rồi ok chúng ta đến với đồng đội tiếp theo, đây là đo ui 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 ra quỷ nè, nhìn ra quỷ xoay xoay nè anh em. Ồ thằng lo không có nha. Đo flamingo cảm tử quân, đánh bom cảm tử này. Đây là đo gâu kiểu lên lên thức tỉnh dạng thần hả, có cảm sáng lắp cái bóng đèn ở trên đầu, cắm điện là tốn điện mỗi ngày nè anh em, cứ để vậy rất là tốn điện luôn, thật sự rất là tốn tiền điện chi trả luôn em. Đo flamingo đâu cần phải chơi lớn vậy đâu anh em. Thiên phú cao nhất là 3x cộng của tuyệt chiêu, quá ngon, chuẩn bị lên 4x trừ luôn. Ủa tuy nhiên thì mình thấy là 1x, 2x, 3x thì nó đều màu xanh lá cây nhỉ. Ồ nhưng mà được cái là lấp lánh, lấp lên lấp xuống, lấp lên lấp xuống khá là đẹp. Rồi cái nhẫn rèn 160 nè. Ui bảo thạch là hoàng ngọc sấm sét hình ngôi sao biển năm cánh, khá là kinh. Đặc biệt là cái trái quỷ thì hiện tại anh em thấy nó xoay xoay và trái này là trái thức tỉnh nè. Ồ trái hổ đen 8 sao nè, trái ôn dịch ghép với tên lửa nè. Ui căng thật sự luôn anh em ơi. Ui cái gì thế này, level chăm sóc mà nó cộng thêm cả vật công thiên phú, tuyệt chiêu thiên phú, ma công thiên phú này. Ôi vãi thật kinh. Rồi báu vật là gì đây, báu vật thì cũng đang mang không có gọi là gọn ghẻ lắm đâu. Đầu đầu tiếp theo để mình xem glide, đây là Bo Hancock phiên bản đài sen hoa sen phía sau. Rồi ơi cái gì đây, biểu tượng Sura là của Robin.
rồi cái gì đây, ma công 2x cộng, rồi trái quỷ thức tỉnh nữa hả, trái tinh lửa, trái này trái tuyết quái với cá mập xanh lớn. Ủa cái gì, cái khoan 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 anh em, trái tuyết quái với cá mập xanh lớn mà sao nó ra cái hình này thế này, hơi lạ nha, nó hơi khác so với năm số 8 nhiều luôn ấy. Mình nhớ không nhầm, hình như là nếu mà tuyết quái ghép với cá mập xanh á, thì nó sẽ hình của trái tuyết quái và nó sẽ màu xanh, màu tím tím. Còn trái này trái gì mới thấy lần đầu á, hơi lạ. Rồi ngoài ra thì tem của bạn, tem của bạn này thì có thêm con quýt ca nè, quýt ca này, quýt ca hình như nâng cấp rồi nè. Đây là con Moria, rồi đây là ui cái gì, sen tóc đỏ hả, tóc đỏ được đầu tư dữ dằn vậy. Lại tiếp tục là những trái thức tỉnh, trái ôn dịch ghép với tên lửa và trái hổ đen ghép với cá mập xanh lớn. Bây giờ là trái hổ đen ghép với cá mập xanh lớn mà nó lại ra hình trái nho. Bá đạo thật sự luôn. Ui nhưng mà cái vật công kìa anh em, 4x cộng, chuẩn bị lên 1y trừ, ghê chưa. Có điều thì mình thấy là thiên phú bên cái vàng tam công này nó như kiểu phối hợp từ từ cao lên xuống thấp hay sao anh em thấy không. Trên vật công dài thòn lòn nè, tuyệt chiêu là ngắn lại và ma công lại ngắn nữa. Khá là buồn cười. Cái này chắc là đồng đội đánh về vật công cho nên là được đầu tư với cái vũ khí rèn 165 luôn nè. Ui ghê quá nhờ. Không biết đánh nhau thế nào nữa nhưng mà khá ghê đấy. Mình sẽ xem sơ qua bảo thạch cho anh em xem. Ở đây thì không có bảo thạch gì đặc biệt nè. Yoro cũng vậy luôn. Rồi đây là Dolph Flamingo với một viên hình ngôi sao. Và một viên này là viên bùi nhùi hả. Ok. Còn cái viên kia không biết ở đâu rồi nữa. Ở đây có hai viên bùi nhùi luôn nè. Ồ anh xem tóc. Ui ui anh xem tóc đỏ. Anh có cả một viên này luôn. Viên này là viên, ủa sao vẫn là 8 sao. Đây là cổ đại thánh chiến ngọc. À cổ đại thủy sinh ngọc. Cổ đại huyết sát ngọc. Wow mấy cái viên này chắc là viên cao cấp. Mình sẽ vào chỗ quy đổi bảo thạch cho anh em xem. Đây. Đây là kiểu ủa cái này là gì đây. What the hell. Đây là 12 sao à. À 6 sao nè, 7 sao, 8 sao, 9 sao, 10 sao. Vậy là viên bùi nhùi là 10 sao, 11 sao là ngôi sao, ngôi sao 5 cánh. Và 12 sao là cái dạng thiên thạch. Trời ơi thiên thạch cổ đại. Còn bên thần thạch thì chúng ta có bậc 2, bậc 3 gì nè. Ủa sao sao thần thạch thì nó lại giống như cái viên bảo thạch quá vậy. Á đục, á đục, y chang. Hơi xàm. Rồi ok. Như vậy thì nói chung là của ạc này thì sở hữu anh sen tóc đỏ đầu tư ghê quá. Đầu tư gì mà quá trời thiên thạch luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vào đánh vài trận cho anh em xem nha. Đầu tiên thì mình sẽ vào mà phát bạn hiện tại chắc là không đỡ nổi rồi. Phát bạn hiện tại là Destination, đây là phát bạn cuối của cái web rồi nha anh em. Hiện tại thì vẫn chưa cập nhật thêm những cái phát bạn mới, những cái map mới, map tiếp theo. Cho nên là mình sẽ đánh thử với thanh niên Sisa này xem cái đội hình này đánh Sisa như thế nào nha. Đừng nói quanh hết nha, buồn lắm á. Chứ mà thấy sen tốc độ mạnh quá mà. Ui, đúng như mình dự đoán là thật quanh thích luôn anh em. Sisa nhìn to thế mà quanh thích luôn. Giờ mình sẽ đấu trường đi ha, đấu trường đi. Đây, hiện tại mình vừa rớt top 8, xếp hạng cũ top 2 này thấy không? Đấy, đúng như mình nói top 2. Còn về top 1 là thanh niên Chao. Thanh niên Chao S này thì thật sự là chắc là quá mạnh luôn rồi nè. Được chiến 66 triệu luôn. Bây giờ mình sẽ đánh thử với top 7. Mà hiện tại thì top 7 không có nè. Cho nên chắc mình sẽ làm mới. Rồi như vậy là top 7 không xuất hiện mà top 6 là xuất hiện. Làm mới tiếp ha. Tốn có 5 vàng thôi em, không đáng kể. Không xuất hiện top 7 nhờ. Ồ, top 7 không có đây rồi. Đây, top 7 xuất hiện rồi. Thanh niên level 188 tên là Jenny. Tên là Jenny nha anh em. Này là không biết là bên server 1 luôn hay là mới gặp sang nữa. Mình sẽ xem thông tin một xíu. Thì lực chiến là 27 triệu. Ôi 27 triệu là mình thắng rồi. Cái này vừa mới gặp sang cái mình bị rớt top nha. Mình sẽ đánh với top 7 nha. Như vậy là team bên kia chơi Mai Ghen Lăng nè, Dolph Flamingo nè. Ui anh Sen một chém, anh Sen khuyết tật, anh Sen khuyết tật, chúng ta một chém bay hết đội hình. Và anh Sen bên kia thì một chém nhưng mà vẫn chưa bay hết đội hình. Wow nhưng mà sau đó thì có cái khiên gọi là khiên một giọt, một cái khiên khá là chắc chắn, mình sẽ tăng tốc luôn nha. Sau đó thì Bo Hancock xuất hiện, cái này chắc là đội thứ sáu hay là hồi sinh gì đó mình cũng chả biết nữa, nhưng mà cũng khá là trâu chứ nha. Thằng đó bên gâu mình quẹt cũng không xin nhê kìa. Rồi chỉ có anh Sen quẹt là xin nhê thôi. Ui trận này thấy sao kiểu hơi ngang ngửa một xíu nhờ. Ủa thằng bên gâu nó vừa làm gì vậy em. Nó vừa quẹt quẹt cái tơi nhìn đẹp quá vậy. Rồi quả cầu không gian to dữ.
Sen và Sen đánh nhau thì như kiểu là ngang ngửa anh em, không phân biệt thắng thua hay sao ấy. Máu của ông nội này là 4.200 vạn. Máu của Sen của mình là 9.000 vạn, gần 10 gần 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 10.000 vạn. Trời ơi. Xem ra là máu của Sen mình là ngon hơn nha. Ui cái gì? Skill của tạo ra bom à. Ra nổ tên lửa à. Nói chung là mình vẫn win nhưng mà hạng D nha anh em, đánh hơi lâu một xíu. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục với top 6 nha. Top 6 thì tên nhân vật là Tin S2. Ồ, bạn này chắc bên S2 gặp sang. Và cấp 195, không cần xem thông tin luôn, đánh luôn nha. Tiếp tục là Magellan và Sen tóc đỏ. Nói chung là Sen tóc đỏ được ưa chuộng khá là nhiều nha. Chắc là đồng đội khá là mạnh trong cái web này á. Rồi, sau đó thì lo chích xì ke nè. Rồi Dominguez quẹt tơ thôi. Mình khá là thấy buồn cười với cái skill của Dominguez, tự nhiên tạo ra một cái phân thân lao tới rồi sau đó cái tự nhiên có một vụ nổ xảy ra. Khá là xàm. Rồi như vậy là trận ui. Skill đẹp anh em, skill đẹp. Skill nổ của Sen tốc đỏ và nó bá kiếm thanh giá, cái kiếm chọc chọc các kiểu. Ui skill nổ đúng 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 buồn cười luôn ấy. À, trận này thì mình chắc là tiếp tục win rồi, cho nên không có gì đặc biệt. Tiếp theo thì mình kiếm top 5 nhưng mà không thấy top 5 đâu nha. Cho nên tôi chắc mình sẽ kiểm tra thông tin top 2 coi. Top 2 tên nhân vật là Lord S3, lực chiến là 49 triệu. Ui 49 triệu thế ra vẫn thua mình như là 3 triệu đúng không? 3 triệu hay 2 triệu vậy đó. Nhưng mà giờ mình đánh top 4 trước nha. Top 4 cấp 192 là thua mình 3 cấp nè. Tên nhân vật là eo ơi, tên nhân vật này hơi ghê gớm nhưng mình sẽ không đọc tên nha. Anh em có thể nhìn nha. Rồi, mình sẽ đánh với các bạn có cái tên hơi lạ nha. Ui Sabo. Ngon quá nha. Ui. Anh Sen đợt này bay sát luôn rồi. Ui có cả Aoki kìa. Aoki này, Aoki về nhà rồi nè. Aoki được vợ tha thứ rồi nè. Trời. Thanh niên nhân vật chính bắn ra nhiều mũi tên quá vậy. Ồ, trận này thì mình vẫn win rồi anh em ơi. Ok. Bây giờ mình sẽ đánh tiếp với top 3. Top 3 này là tên nhân vật là Tiến Trung Quốc S1 cấp 181. Rồi, rất luôn. Rồi, lần này có thêm nhân vật mới là Iso. Ui trời ơi. Iso vẫn bay sát luôn, có vẻ xe tốc độ mình nó quá mạnh. Xe tốc độ quá mạnh và quá ngầu anh em à. Tuy là một anh chàng trong hội khuyết tật, vâng mà thực sự ở đây rất mạnh mẽ và thực sự nếu mà so sánh với tứ hoàng, các tứ hoàng khác thì thật sự là không có người nào bơi giỏi như anh Sen đâu. Anh Xuân của chúng ta bơi cực kỳ giỏi luôn. Mấy thanh niên kia xuống nước của nước chết. Này mình sẽ tiếp tục đến với top 2 nha. Đánh top 2 luôn. Top này thì cũng ngang ngửa mình đấy. Thua có 2 triệu thôi. Cho nên là không biết tình hình thế nào đây. Ui, Rayleigh siêu cấp kìa. Trời, thanh niên này lấy được cả Rayleigh siêu cấp rồi à. Ôi toang rồi em ơi. Tha mạng, tha mạng. Xin hãy tha mạng. Trời ơi, cái vòng kìa anh em. Vòng này gọi là vòng cửu long trong kinh luôn á. Sau thì chiêu ấy thiên đồ long kiếm thì bây giờ thanh niên Rayleigh quyết định luyện tới là cửu long chân kinh. Trời ơi. Trời ơi. Vãi. Skill kinh vãi đây ơi. Đụng độ Rayleigh siêu cấp rồi. Tình hình này làm sao mà ăn nổi máu của thanh niên là nhiêu vậy. Ui máu 5.000 vạn. Khá là căng nha anh em. Không biết tình hình thế nào đây. Liệu anh Sơn khuyết tật có chống được với anh Rayleigh già không? Nó cùng chờ đợi trận chiến nha. Thằng mình gâu mình sắp die rồi. Ui, Rayleigh hình như là bị dính cái chiêu gì đó cho nên là không đánh được kìa. Ông chỉ đá một cú đá cực kỳ là phế vật luôn. Rồi, tới Rai, tới Sen của mình đúng không? Ui, anh Sen bên kia cũng có Sen luôn kìa. Kiểu này mà vừa có Sen mà vừa có Rayleigh nữa thì ai mà chơi. Trời ơi, ông đá kìa. Ui, win, win, yes. Sen vẫn gánh tem, Sen vẫn gánh tem. Ui trời ơi, ngon ngon. Bây giờ là trận chiến của Sen và Sen. Đúng chính xác, đây là trận chiến của hai người đàn ông và của hai người khuyết tật. Chúng ta không nên can dự những người khác vào. Rayleigh, Roger hay là ai, Big Mom, Kaido. Tất cả hãy cút ra để cho hai anh khuyết tật đánh nhau. Ủa nhưng mà rồi, ui. Ngon ngon, bởi mình có lợi thế hơn. Nhân tiên có hồi máu nữa không? Yeah, không hồi máu. Như vậy là khả năng cao là mình sẽ win nha anh em. Ui, hai tiên này hồi trăm nổi luôn à. Bao liên hoàn luôn kìa anh em. Wow, như vậy là Sen chúng ta vẫn gánh tem được. Rayleigh siêu cấp không thể địch nổi. Quá là căng luôn. Như vậy là top 2 đã thuộc về lại mình. Còn riêng top 1 thì đừng nên đánh nha anh em. Top 1 đánh chỉ thêm thất bại thôi. Wow, sự là con ạc khá là ấn tượng luôn anh em. Khi mà anh Sen cực kỳ mạnh mẽ. Để mình xem hệ số của Sen coi.
Hệ số cao nhất ở đây anh em có thể thấy là cái vật công tới 2 triệu nè. 2 triệu tư vật công. Trời ơi, 2 triệu tư vật công đó anh em. Không đùa được đâu. Ôi ôi, ui, báu vật nè anh em. Báu vật đang mang là một món của The Rock nè. Hai món của The Rock nè. Ôi vậy là có hai món của The Rock. Hai món này được cộng thêm là vật phòng 5.8%, tuyệt chiêu phòng 5.8%, ma phòng 5.8%, vật công 4% và tuyệt chiêu là 4%. Quá gắt. Ai thấy được ai. Nói chung là hôm nay sau con nít thì ở đây thôi. Thật sự mình rất là ấn tượng với con nít này luôn. Cực kỳ mạnh, anh Sen gánh tem nha. Sau này thì nếu mà con ạc này có chiêu mộ được Rayleigh siêu cấp hay là Râu Đen siêu cấp thì mình sẽ mượn và test cho anh em xem nha. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe để ý kênh để ủng hộ cho mình nha. Có vẻ là sau khi gặp server không thì con ạc này vẫn chiếm được top 2. Nói chung là vẫn chiến thắng và giành được top 2 thôi. Sau khi gặp server rồi đó anh em. Còn trước gặp server thì vẫn là top 2. Sau gặp server thì rất là nhiều thành viên mới xuất hiện. Tuy nhiên thì con ạc này vẫn lấy được top 2 dễ dàng. Ho 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 ho. Này, anh em cảm nhận thế nào về con ạc này? Và những bạn nào mà có biết cái con ạc này có thể comment nhận họ hàng bà con các thứ nha. Rồi, chúc em một ngày vui vẻ và xin đếm nhớ like video, subscribe để kênh ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ cho mình ngay và luôn nha. Thực sự là một trận chiến cực, những cái trận chiến cực kỳ căng thẳng và gay gắt. Hô hô, bye bye đêm nhớ. Đây là web đại chiến wano.com, mình sẽ link cho phần mô tả nha. Anh em vào tham gia và chơi nha.